Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã thường trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh. Bên cạnh việc kêu gọi và ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi, Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì nghiêm chế độ trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Các đồn, trạm biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, phối hợp với gia đình, chủ tàu thông qua hệ thống thông tin liên lạc, thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp để chủ động tìm nơi trú tránh. Chúng tôi đã thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, nhất là tình huống cứu hộ, cứu nạn. Hiện nay, tàu thuyền của biên phòng đã chuẩn bị chú đáo mọi mặt. Hiện nay, tổng số phương tiện của Đà Nẵng có đăng ký, đăng kiểm là 1.240 phương tiện trên 8.374 lao động. Số phương tiện đang hoạt động trên biển là 74 phương tiện trên 762 lao động. Trong đó, có tàu DNA-90709 gồm 10 lao động nằm trong đường di chuyển của áp thấp, hiện nay đang di chuyển về Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã biết được vị trí hướng di chuyển của áp thấp để tìm nơi trú tránh. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì mạng thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, chỉ đạo cho Hải đội Biên phòng 2 sẵn sàng tham gia cứu nạn trên biển khi có lệnh. Các đồn biên phòng bố trí lực lượng xuống địa bàn trọng điểm, xung yếu để giúp bà con nhân dân khi cần thiết.